Nhung ơi, con ra hái cho mẹ ít lá lốt để lát nữa mẹ cuốn thịt mẹ rán cho ăn nhá. Vâng ạ. Lá lốt à? Dạ. Ra vườn hái cho mẹ ít lá lốt để lát nữa mẹ cuốn thịt nướng nha. Ok. Lá lốt. Lá lốt là lá này à? Ừ, đúng rồi, chắc có lẽ là lá này này. Ừ, to quá. Sao cái lá lốt này nó to thế? Lại còn có con này nữa. Thôi. Mẹ ơi, lá lốt đây rồi. Ui, cái này không phải lá lốt đâu. Cái này là lá trầu không mà, con bị nhầm rồi đấy. Đi ra đây mẹ chỉ cho. Đi. Vâng ạ, đi thôi. Ôi, hơi bị rung lắc. Đây là cây lá lốt, còn đây là cây trầu không nhá. Đúng rồi. Đây. À, đây đúng không? Đây đúng không mẹ? Đây là lá lốt này. Rồi con hái đi, ở đây này. À, đây con hiểu rồi mẹ ơi. Đấy, lá lốt nó phải như thế này chứ. Bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn đã biết lá lốt và lá trầu phân biệt như nào chưa? Còn mình thì biết rồi đấy các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, hôm nay thì nhà mình sẽ ăn món gì đây? Đây chính là món thịt lợn cuốn lá lốt nha. Rất là ngon và một cuốn bát chỉ nữa. Ơ, cái gì? Ok. À, ngon chưa này các bạn này. Camera ăn nhầm. Đây là người mà nấu nha. Đấy, mẹ mình. Thịt mình. Đó, đẹp quá. Sao ăn xem cảm nhận ngon không? Ngon không? Đi ăn cơm. À, đó đó. Ừ. Đây. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Sư Béo ơi, ngon không? Ngon không được em. Ngon không Sư Béo? Ngon không Sư Béo? Không ăn gà thì con để cho bên này. Đi ăn cơm. Nhung ho quá các bạn ạ. Cameramen hơi tò ho. Cameramen ở thuốc. À, cái mì của nó này mọi người ơi, còn tan luôn. Khi nãy nó còn chảy mỡ đốt than của nhà mình cơ mà. Đây của con đây. Con ra con bảo bố. À, đây là anh ấy nhá. Ôi dồi, ăn ra nhà cái chai đấy đốt cháy quá. Chai dầu em làm đổ. Các bạn ơi, món này thì ăn cơm sẽ rất là ngon luôn, hoặc là ăn không cũng được, nhậu cũng được nha mọi người. Thịt băm và cuốn với lá lốt thôi, đơn giản thôi. Mình có thể thay bằng thịt bò nhé. Mình có thể trộn trộn với nước tương luôn này. Mình có thể thay bằng thịt lợn thành thịt bò nhé. Đây. Này con ăn dở này. Ok. À, mình sẽ ăn một cái nha các bạn. Đó, ngon quá các bạn. Đó. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ ăn ngon lắm các bạn. Lá bên ngoài là giòn, ngon lắm các bạn. Món này thì trẻ con rất là thích và cũng khá là dễ làm. Than thì mình mua than về, sau đó thì các bạn mua cái loại dầu hỏa để thắp đèn dầu về, xong rồi rót ít vào, bật lửa vào, vậy là than nó sẽ hồng nhanh. Nếu mà cần hơn thì các bạn mang cái quạt điện ra bấm quạt một lúc là thổi hồng luôn. Mình đã có cái bí kíp mà hỏa quạt than nhanh, chỉ cần 5 phút 10 phút thôi là chúng ta đã có một bếp than hồng rực như thế này. Sau đó thì cho riêu nướng cho ngon. À, Sư Béo ngon không Sư Béo? Ngon quá. Anh An thì đi chơi về nhưng là đang mệt. Béo thì rất là cũng rất là phấn khởi luôn. Béo được cái vui vẻ.
Nướng như thế này thì ăn nó sẽ không khô bằng mình chiên và cũng đỡ có dầu ăn đấy mọi người. Và mình ngồi đây trời se se lạnh như này xong rồi mình nướng rất là ngon. Thế này là tí nữa nấu một nồi canh nữa là ra đây là ngồi đây là ăn thôi. Đấy các bạn thấy không? Than rất là hồng. Mọi người thấy mình có cái bếp than hay không? Cái bếp này thực ra nó là cái bếp lẩu. Sau đó thì hỏng và mình đã chế sang thành cái bếp nướng luôn. Không muốn bán ve chai. Mấy bà mua ve chai là khóc thét luôn. Đợi mãi không thấy bán. Rồi quá sáng luôn. Nãy giờ không biết bật điện. Ăn tiếp nha các bạn. Các con cứ ăn no thịt tí nữa, chỉ cần ăn cơm với canh là được. Các bạn ơi, thịt ngon quá. Ăn tiếp. Vừa ở nhà làm như thế này vừa ngon vừa rẻ này. Ra bảo bố đi con, ra đằng sau. Ngon mà rẻ, 100.000 thịt xay thì ăn ỏ. Đi mua thì khá đắt đấy. Chuẩn ngon mùi rẻ luôn. Thôi nó cũng gần chín hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt video để đi ăn cơm, dọn cơm cho các bạn nhỏ ăn đây. Tạm biệt cả nhà nhá. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ủng hộ gia đình mình nha. Sơn An nào, Sơn An nói gì nhỉ? Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Bye bye. Nhớ xem hết video nha cả nhà. Bye bye nào, Super bye bye nào. Bye.